Cha ơi cha. Cha ơi cha. Nghe chạy về nó kêu chút ơi chút ơi. Cha ơi cha. Nhảy mũi sạch sạch chứ. Gọi nhảy đó đâu. Cha ơi cha. Đây giới thiệu các bạn, đây là con chim biết nói chuyện. Cha ơi cha. Con này kêu bằng con gì hết nào? Sảnh. Con sảnh nè con. Cha. Trời ơi, nói mà nghe nói không? Cha ơi cha. Nói đi con, cha ơi cha. Bạn nhả cho bạn kìa. Bạn kêu kìa, bạn kêu kìa. Mời con thích. Má ơi con khách. Nó nói má ơi con khách đó. Má mày dọn mày dẹo. Đó, nó nói gì bác Năm? Đúng 10 triệu, 10 triệu. Má ơi, con khách. Má ơi, con khách. Cha ơi, cha. Cha ơi, cha. Nói rồi. Má ơi, con khách. Nói đi con. Má ơi, con khách. Má ơi. Má ơi. Kêu trước ơi, đó hả? Trước ơi. Xe chạy vừa là nó tiêu rồi đó. Trời ơi, cha. Nó nói trời cha đó. Má ơi, có khách. Nghe chạy về nó kêu chút ơi, chút ơi. Trời ơi, cha. Má ơi, có khách. Má ơi, có khách. Má ơi, có khách. Trời ơi. Mình nuôi bao lâu rồi ha, bác Năm? Cũng 3 năm rồi. 3 năm hả, bác Năm? Mình nó lọc lưỡi mấy lần rồi mới nói chuyện được. Cũng 3-4 lần đó nói chuyện. Yeah. Cả năm mới lọc lưỡi rồi. Ây. Đây là một con chim biết nói chuyện. Con này kêu bằng con sảnh. Cha ơi cha. Kêu hoài. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Nói đi. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Đó. Má ơi có khách. Má ơi có khách. Trước ơi. Trước ơi. Ủa nó nghe cái gì mà nó nói được vậy vậy cô Tư? Trước nó con nhớ nó khè 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 nữa không cô Tư? Cười, mày nó cười. Trời ơi cha. Trời ơi cha kìa. Má ơi con khóc. Đó, cái vi diệu không? Là kỳ diệu. Trước ơi. Nó ăn gì hả bác Năm? Thích ăn heo hả? Ăn chim á. Dạ. Đâu có bộ thức ăn chim nữa mà. Dạ. Trời ơi cha. Đó. Thấy cái lông nó đẹp quá. Nó có cái màng của nó đó. Dạ. Con này hay thiệt. Như con sáu nó cũng biết nói chuyện phải không? Con nhồng cũng biết nói chuyện. Con nhồng biết nói chuyện đó. Mà con này nó nói, mà con này nói chuyện con thấy nghe rõ nè. Con nhồng có xin nặng đó. Ừ. Tại sao ai bắt đâu mất tiêu, ai cắt đâu tiêu. Nhồng con xin nặng biết của tao không? Con đó nó nói được của tao không à? Tao. Trời ơi. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Nói đi con. Cha ơi cha. Thôi. Nó nói nó hôi đó. Nó nói hôi á. Kêu gà coi. Chúc túc túc túc. Cha ơi cha. Cha ơi cha đó. Cười coi. Cô tôi cười. Cười coi. Làm biến. Cô tôi cười cho nó cười theo cô Tư. Nó không cười, nó muốn cười nó cười vui nó làm hoài luôn. Rồi cô Tư nói cho nó nói theo không? Má ơi có khách. Má ơi có khách đi con. Nói đi. Không nói rồi, muốn nói nói con không. Bây giờ nói nhiều rồi. Cười sạch. Nó bài.
Vi. Không. Trước. Ai có khách. Cái trước coi coi. Điện thoại trước reo là nó kêu dữ lắm. Ai có khách. Trước thôi. Qua mày rõ mày nghèo. Trời cha. Bữa ăn cơm đi thôi. Trời cha. Dạ mày hôm qua à dạ? Bữa ăn cơm con. Cơm tăng bữa mày. Mẹ con đang làm cơm đắng á. Bạn có khách. Bạn gì không? Dạ không. Có khách. Có khách. Có ơi có khách. Đó. Có khách. Trời cha. Nhẹ mũi sạch sạch chứ. Đó nó cười đó. Má ơi có khách. Đó. Mày nó nói chuyện không? Con chim mày không biết nói chuyện. Nó nói được rất là nhiều câu. Đó. Trời cha đó. Đó. Má mày rõ mày nghèo. Má ơi có khách. Má nói đó. Mình có cho nó ăn ớt gì không cô Tư? Dạ cha. À, nóng nó lọc lưỡi ha. Nha. Ba mày rõ mày nghèo. Ủa nó nói cái gì đó? Chúng 10 triệu 1 triệu. Má ơi có khách. Má ơi có khách. Này mình dạy nó nói chắc nó nói được nhiều hơn nữa hả cô Tư? Cái con giống như chú Út con thì con thấy hoài, với con này ít thấy nè. Con này ít thấy lắm nè. Ừ. Sao rồi đó anh trước anh bắt được? Ừ, lúc trước anh trước mua ở đâu? Trời ơi con này là 1,9 triệu. Vậy là mới nó mới sinh hả, hả bác Nam? Rồi cái con này không biết giờ nhiêu nói nha. Giờ nó biết nói chuyện rồi bán mắc tiền lắm á. Rồi để chơi chứ mình bán chi uổng. Rồi, nó nói đó. Này sau khi nuôi 3 năm rồi nó mới được cái gì? Có 3 năm rồi à? Dạ. Cái màu nó đẹp quá chị đẹp. Nó đang khởi chửi ha. Cái nó đang khởi nó bị nó bạo quá trời. Con. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cha. Trời ơi cha. Trời cha. Trời cha. Trời ơi. Má ơi có khách. Có kiểu vậy nè. Má ơi có khách. Má mày rõ mày nghèo. Má ơi, cái giọng nó gõ nó hơi ghê á cô Tư. Bánh mì. Dạ. Bánh mì nó bán bánh mì á. Dạ. Bánh mì răng rẳng mà nó cuốn con rau.
Bánh mì chọn 10 triệu. 10 triệu, 10 triệu. Bánh mì không chia điểm. Má ơi có khách. Giờ bỏ đó nó khác. Dạ. Nhưng biết là ai nói ai nói gì cái nó nói theo vậy đó. Con Tâm thôi, con Tâm đây đặt con Tâm là con Dung Lì. Dung Lì. Dung Lì, Dung Lì, Dung Lì. Hồi giờ cha. Dạ. Yeah. Dạ, bạn thấy kỳ diệu không? Con chim này cũng biết nói chuyện. Má ơi có khách. Má ơi nói đi con. Má ơi có khách. Má ơi dọn mười triệu. Chơi cha. Chơi cha. Lạ. Cha ơi cha. Có khách. Yeah. Có khách. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye.